Tiếp theo chương trình nhạc phẩm Mẹ Tôi qua tiếng hát nam ca sĩ Duy Phường. Lời đầu tiên cho phép con xin kính chào toàn thể quý thầy cùng toàn thể quý Phật tử, lời chào trân trọng nhất ạ.
Xin cảm ơn nam ca sĩ Duy Phường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị.